chân long giáng thế. Hơn 80 năm trước, vùng doanh khẩu tỉnh Liêu Ninh xảy ra sự kiện chân long giáng thế. Tương truyền đó là con rồng thật cuối cùng của Trung Quốc. Sự kiện chấn động cả thế giới này đã làm thay đổi toàn bộ nhận thức của nhân loại về rồng phương Đông. Con rồng thật cuối cùng của Trung Quốc. Đầu tháng 7 năm 1934, tại doanh khẩu tỉnh Liêu Ninh xảy ra sự kiện rồng giáng thế gây chấn động cả thế giới. Tờ Thịnh Kinh Thời báo lúc bấy giờ từng có bài viết, một trong những nghiên cứu về rồng giáng thế ở Doanh Xuyên, giáo sư của trường thủy sản phát biểu, giao long chết khô đã đăng tải về sự kiện này. Bài báo viết rằng, bên trong bãi lâu sậy vùng Hà Bắc trước đây phát hiện xương rồng được 6 cảnh sát phân bố sắp xếp vận chuyển đến Tây Hải Hà Bắc triển lãm trước công chúng, nhanh chóng trở thành chuyện lạ. Bởi vì phần thịt đã thối rữa, chỉ còn lại xương cốt nên rốt cuộc có phải là xương rồng hay không vẫn còn đang bàn cãi, chưa thể kết luận được. Những thôn dân từng chứng kiến nói rằng diện mạo của rồng thật và rồng trong các bức họa là như nhau, hơn nữa còn là một con rồng còn sống, chỉ là nó có vẻ khá yếu ớt, mệt mỏi, uể oải, mắt hơi đỏ, lại nửa nhắm nửa mở, đuôi còn mắt ngoải. Sau khi rồng rời khỏi nước, thân thể càng ngày càng khô đi, bắt đầu thối rữa sinh ra ruồi nhặn. Người dân lúc ấy cho rằng rồng là linh vật mang đến điềm lành, họ dùng chiếu lau làm thành một cái chòi, đồng thời gánh nước tưới lên thân của nó để tránh nó bị khô quá mà chết. Các sư sãi ở chùa gần đó cũng làm lễ cầu siêu ở bên cạnh. Mấy ngày sau trời mưa lớn, mưa rất lâu, sau khi tạnh thì lại không còn thấy con rồng đó nữa. Hơn 20 ngày sau, con rồng ấy lại xuất hiện, lần này xuất hiện ở bụi cỏ lâu cách cửa biển sông Liêu khoảng 10 km. Thế nhưng khi phát hiện ra thì nó đã chết, chỉ còn lại bộ xương mà thôi. Lúc này, cảnh sát mang bộ xương rồng đến vùng đất trống gần bến sông cửa biển Tây Hải để đó mấy ngày, người kéo đến xem nhiều không kể xiết. Con trai của Bột Hải Long Vương. Tờ Chánh Kiến.net từng đăng bài viết kể về một người tu đạo đã dùng công năng đặc dị nhìn thấu câu chuyện đằng sau sự kiện chân long giáng thế này. Theo đó, người tu đạo này tiết lộ, con rồng chết không rõ nguyên nhân trong sự kiện rồng rơi ở doanh khẩu, vốn là con trai thứ 5 của Bột Hải Long Vương, phụng lệnh trấn thủ chân thân của hoàng đế Lý Trị thời Đường và hoàng lăng của Võ Tắc Thiên. Con rồng này dài 20 mét, thân màu đen xám, mắt có màu nâu thẫm. Hoàng lăng nơi mà con rồng trấn thủ vốn phải là âm thịnh, nhưng hiện trạng khi đó là có dương mà không có âm, dẫn đến âm dương không cân bằng, thời không bên trong hỗn loạn. Lâu dần khiến cho chân long trấn thủ hoàng lăng này trở nên bất rất không yên, ma tính bộc phát. Nó nhiều lần vi phạm lệnh trời, tự ý rời khỏi vị trí, làm mưa làm gió tại vùng sông Vị Hà, gây hại cho dân chúng. Con ác long này dùng phép thuật làm vỡ đê, dẫn đến lũ lụt, dân chúng hai bên bờ bị cuốn vào lòng sông, trở thành thức ăn cho nó. Hơn nữa, nó còn không ngừng sát hại đến những sinh vật có linh tính dưới sông, hấp thu năng lượng của chúng để gia tăng pháp lực, khống chế người tu đạo có tâm địa bất chính để sát sinh cúng tế cho nó. Con ác long làm nhiều chuyện ác khiến trời cao nổi giận, thiên đế phái thiên binh thiên tướng xuống bắt nó nhốt vào thiên lao. Thế nhưng con ác long này quỷ kế đa đoan đã trốn khỏi thiên lao. Sau đó nó đến đảo Bồng Lai, dùng phép tàng hình đi vào một không gian khác, dùng pháp thuật tìm vị trí lò luyện đan, lẻn vào đan phòng của Thái Bạch Kim Tinh định trộm đan. Loại đan này có thể giúp cho các sinh vật sống dưới nước khi rời khỏi nước hoặc sông hồ trong một thời gian dài mà vẫn không bị mất đi pháp lực. Con ác long đang định lấy cấp tiên đan, bỗng nhiên Thái Bạch Kim Tinh xuất hiện. Con ác long kinh ngạc lùi lại vài bước, sợ hãi đứng nguyên tại chỗ. Thái Bạch Kim Tinh tay cầm phất trần chỉ vào nó quát: "Đây là cấm địa luyện đan, không cho phép người khác ra vào. Tội này thật đáng chém, là rồng trời biết luật mà vẫn phạm luật. Đạo trời sao có thể dùng thứ, nể mặt ngươi là rồng, ta tha cho một con đường sống, đi mau đi." Ác
Hắc Long hung dữ nói, ông chẳng qua chỉ là một người phàm tu luyện thành tiên, có tài đức gì mà tha mạng cho ta, đợi đến khi ta lấy được tiên đan, sẽ đến lấy mạng ông. Vừa dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh liền làm phép đấu với Ác Long. Mây trên trời của đảo Bồng Lai lập tức biến sắc, gió lạnh nổi lên từng cơn. Chiến đấu một hồi, Thái Bạch Kim Tinh nghĩ rằng sinh mệnh của Long tộc không thể tùy ý xử trí, phải giao lại cho trời cao quyết định. Thế nên ông dùng phép định thân trói Ác Long lại, trở về thiên giới xin ý chỉ định đoạt. Thiên đế ban cho đồ Long kiếm, hạ chỉ trảm Ác Long để lấy đó làm gương. Thái Bạch Kim Tinh tay cầm kiếm Đồ Long, vốn có thể chém chết con Ác Long này, lại mang tâm từ bi hy vọng nó có thể sửa đổi, chưa đến mức lấy mạng nó, nên chỉ chém thân thể nó bị thương. Ác Long bị thương chạy trốn, vốn nghĩ sẽ quay về Long Cung Bột Hải, nhưng Ác Long tội lỗi tày trời, đã làm trái với quy tắc của Long tộc, trái với quy tắc của thần tiên. Bột Hải Long Phương từ lâu đã gạch tên ra khỏi gia phả của Long tộc và cắt đứt mọi quan hệ. Ác Long có nhà nhưng không thể về, không trốn dung thân, lại còn bị trọng thương, không bay được bao lâu thì sức cùng lực kiệt, rơi xuống vùng doanh khẩu. Nó nghỉ ngơi vài ngày rồi dần dần khỏe lại, pháp lực cũng phục hồi. Thế nhưng bản tính gian ác vẫn vậy, chẳng những không hối cải mà còn muốn tìm Thái Bạch Kim Tinh báo thù. Con Ác Long đến đảo Bồng Lai lần nữa, Thái Bạch Kim Tinh biết nó sẽ đến nên đã đợi nó từ lâu. Giao chiến một lần nữa, ông vung kiếm Đồ Long chém vào cổ của nó, làm phép lấy long đan ra. Ác Long liền mất hết pháp lực, thần hộ pháp liền thu lấy hồn phách của nó, đưa vào 18 tầng địa ngục, đến nay vẫn còn bị giam giữ ở đó. Còn thân thể nó lại một lần nữa rơi xuống doanh khẩu. Đương nhiên việc người ta có thể tìm thấy xương rồng, nguyên nhân là trời cao muốn nói với thế nhân rằng rồng và thần thực sự tồn tại. Người trần gian cần phải kính trọng trời đất, tu tâm dưỡng tính, tuân theo đạo lý của người và trời. Sau này chính phủ Nhật bí mật chuyển xương rồng về Nhật. Xương rồng được Nhật Hoàng cất giữ bí mật thờ phụng trong chùa, không để cho thế nhân biết được. Nếu không nhờ một vị cao nhân đắc đạo tiết lộ thì chúng ta mãi mãi không thể biết được chân tướng đằng sau những sự việc bất thường vẫn xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Dù tin hay không, quý khán giả có thể xem đây như một câu chuyện được viết ra thành tiểu thuyết. Nhưng có một điều quan trọng mà người kể chuyện muốn nhắn gửi đến quý khán giả, đó chính là dẫu là người hay thần tiên, một khi làm việc trái đạo trời, trái luân thường thì đều sẽ phải chịu hình phạt. Dẫu rằng ông trời vẫn có đức hiếu sinh, nhưng nếu không sớm biết hối cải thì chính là tự chặn đứng con đường sống của mình.